Vâng, mình chào tất cả các bác. Nay ngày 22 tháng 10, em giới thiệu và qua chi tiết cặp loa L100 Kentucky, một cặp loa làm nên thương hiệu ở Việt Nam chúng ta. Cặp loa phục vụ chuyên nghe nhạc nha các bác. Về âm thanh của nó là được Việt Nam chúng ta, giới audio được mệnh danh là huyền thoại JBL trong phân khúc hơn 30 triệu một tí. Thì cặp loa này bên em đang bán và phân phối cho các bác giá 31 triệu 500 ngàn. Các bác nào tới nhà hãy chuyển khoản đủ là giá 31 triệu. Đó là giá em cân đối và chuẩn cho các bác nha. Đây là phía trên, cặp loa rất là đều và rất là đẹp. Góc cạnh thì tuyệt vời nha các bác. Bên em tuyển hàng và tuyển loa rất là kỹ cho các bác. Thì sau đây, mời các bác đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Thì em sẽ tháo e căng ra để mời các bác xem tiếng loa này nha. Đang tháo cái căng này nha các bác. Ok, đây là phía trên. Đây các bác sẽ thấy được cảnh nó này. Phía trên của loa gỗ mộc rất đẹp nha. Đấy, đẹp chưa. Đây, đây là thùng vắt của em nó. Và L100 Kentucky thì nó sở hữu là bass 30. Gân vải tẩm dầu thì gân vải gân tẩm dầu là gân zin và lo chung cũng vậy nha các bác. Và lo trép tất cả zin từ gân cho đến gì hết vân vân. Đây các bác thấy độ đẹp. Nó sơn nguyên mặt luôn nha. Lo chép viền đỏ đặc trưng của dòng L100 Kentucky. Những cặp lo nó về có tem thì để trưng bày tuyệt vời. Lo chung này cũng là gân vải luôn nha các bác. Lo chung. Cặp này seri đuôi là 78A và 12A, 12-87A để các bác nhớ. Em đọc lại một lần nữa nha, cặp loa 12A 78A nha các bác. 12A 78A rồi. Và vấn đề chính là que. Đây các bác thấy tiếng loa rất là đẹp. Tất cả loa bãi về thì có thấy cái miếng viền què này nó còn rất là đẹp nha, rất là sắc nét luôn. Và đây cũng vậy nha các bác. Đấy. Gân loa và viền mút rất là đẹp. Hay là hai vi tinh chỉnh của bass mic và jack. Hai vi tinh chỉnh nha. Tất cả loa bao zin hết cho các bác, đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi em sẽ quay cảnh loa để các bác cùng xem. Đây, cảnh loa văn gỗ rất là đẹp. Đấy. Đây là cạnh phải nha bác, giờ tới cạnh trái nha. Cạnh trái vuông thành sắc cạnh thì các bác nhìn được chắc lo bãi lo tuyển nó như thế nào. Và đây là phía sau. Đấy, phía sau gồm có hai trạm loa mỏ chim đặc trưng của dòng L100 Kentucky. Trạm còn rất là mới nha các bác thấy sáng tròn không. Đấy. Đấy. Rồi, em đã quay xong cặp loa L100 Kentucky nay ngày 22 tháng 10, 2020. Các bác nào chốt cặp loa này thì alo cho em qua hai số điện thoại trên tấm biển. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.